Đây, ok, chào các bạn nhé. Cho các bạn xem con hởi này. Đấy, hởi này thì lấy được rồi nhé. Hởi trắng nhé. Đấy, bầm thì bầm đen, hởi trắng. Ok chưa, chân tay móng vó nó đây. Cho bạn xem nhé, chân tay móng vó đóng tròn đều đẹp nhé, không bị bồ câu chân giảm nhé. Hàng này hàng trẻ nhé. Đấy, hàng hai răng. Ok chưa, khoang khoái sạch sẽ nhé. Hỏi này đặc biệt là khoang khoái sạch sẽ nhé. Quay cho bạn xem đây. Ok chưa, khoang khoái sạch sẽ nhé. Đây là mạng bên trái con ngựa nhé. Đây mạng bên phải con ngựa đây. Ok chưa, khoang khoái sạch sẽ nhé. Hỏi trắng đẹp nhá, lông là lông trắng đẹp luôn nhá. Hỏi hỏi trắng đấy. À, khoái ở ngực đây thì không không có quay trên tim nhé. Đấy, con này là cực kỳ sạch sạch khoái luôn nhé. Đấy, khoái chán thì đóng ngang mắt luôn, không đóng cao mà không đóng thấp. Đây quay mông cho các bạn xem. Đấy, có khung nhá, con này khung gặm nhé. Được chưa? Con này thì nếu mà sức thịt thì nó rơi vào tầm độ tạ thịt nhé, hơn tạ thịt một chút. Yeah. Còn nếu mà để vào vanh ngực của nó là vơi vào 1m33 nhé. Còn chiều cao là 1m22 đến 1m25 nhé. Đấy. Em này thì lấy được rồi nhé. Đang theo dõi và nghi là có chửa nhé. Có chửa 2 tháng nhé. Hàng cái. Chân tay móng vó đẹp, móng sau kia. Đấy, đây móng sau nhé. Cho các bạn xem móng sau này. Nếu mà mình cho ra chuồng nhưng chưa nắng quá mình quay cho các bạn xem thôi. Nếu mà đăng lên kênh thì các bạn cứ thấy thì alo nhé. Đấy, quái thì sẽ là bên này có một quái kẹp cổ nhé. Không sao nhé, một quái kẹp cổ thôi. Đây, quái kẹp cổ đây. Một quái kẹp cổ nhé. Đấy, em này thì tiêm phòng hết rồi. Về được một thời gian thì anh em nào có nhu cầu thì alo một hàng cái giống hàng hạc hởi. Còn là ở đây là hởi trắng nhé. Hởi trắng mà tỷ lệ đẻ ra bạch là 95-98% nhé. Ok chưa? Rất đẹp, hai con. À, bụng phê nhé. Không có gì để nói, không có gì để chê. Thì anh em nào trên chỗ Lào Cai này, trên chỗ Tuyên Quang và trên chỗ Bắc Cạn, Cao Bằng Bắc Cạn nhé. Thích hàng khởi này thì cứ alo cho em. Và chi tiết liên hệ mình để hết dưới phần mô tả nhé. Đấy ok nhé. Đây ok nhé. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà cứ ăn hàng hỏi nhé. Hỏi này mình chỉ cần quay lên phát là có khách về tìm và đặt và ăn luôn. Đấy, về bắt là về làm giống nhé. Hàng này hàng hiền, sờ được nhé. Đấy. Mình quay trong chuồng thôi nhé. Bây giờ mà cho ngoài nó nắng quá mình dạo này cũng lười. Cho nên là anh em nào có thích thì nhắn tin cho mình quay trực tiếp gửi qua Zalo cho. Còn mình quay trên kênh này mình quay sơ bộ qua thôi. Khi nào mà có những cái con nào mà về thời tiết nó đẹp đẹp tí mình quay cụ thể chi tiết đó, kích thước chiều cao cân nặng cho các bạn xem nó cụ thể chi tiết hơn rồi và ra giá nó chuẩn hơn nhé. Đấy, ok chưa? Thì anh em nào yêu quý kênh đấy, thì ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông thì khi mà có video ngựa về mình gửi đến tận nơi đến điện thoại cho các bạn nhé. Thì bên mình có những cái sản phẩm như cao ngựa bạch này, cao ngựa thường này và phổi ngựa bạch ngâm mật ong này thì và mật ong rừng mình gửi tại Lai Châu về luôn cho các bạn nhé. Mình có cơ sở trên Lai Châu nhé. Anh em nào mà ghé qua khu du lịch cầu kinh Trống Bày ấy, cơ sở mình ở đấy nhé. Thì các bạn thích em này thì cứ alo nhé, chi tiết liên hệ mình để hết dưới phần mô tả. Thì anh em nào mà muốn tham gia cái mô hình chăn nuôi ngựa giống thì cứ liên hệ thẳng trực tiếp bên mình nhé. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Ok, xin chào.